Sáng nay, đoàn lãnh đạo đài phát thanh và truyền hình Quảng Ngãi do ông Đỗ Xuân Hùng, phó giám đốc đài làm trưởng đoàn, có buổi gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang. Ông Lê Giang Quyển, giám đốc đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang, tiếp và làm việc với đoàn. phát biểu tại buổi làm việc ông Đỗ Xuân Hùng phó giám đốc đài phát thanh gia truyền hình Quảng Ngãi cho biết trong thời gian qua đài phát thanh gia truyền hình Quảng Ngãi cùng với cơ quan báo chí trong cả nước đài phát thanh gia truyền hình Quảng Ngãi thông tin kịp thời sinh động về tình hình phát triển kinh tế xã hội các sự kiện lớn của tỉnh tạo được dấu ấn trong lòng nhân dân trong tỉnh qua thông tin của đài góp phần giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nắm bắt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tạo sự đồng thuận đoàn kết trong toàn đảng toàn dân và toàn quân. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi hiện nay đang tự chủ một phần kinh phí hoạt động với hơn 100 nhân sự. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi cũng đang không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các chương trình của đài. Ông Lê Giang Chuyển, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi đến học tập kinh nghiệm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Ông Lê Giang Chuyển đánh giá cao việc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi đã triển khai chuyển đổi số, truyền thông số trong hoạt động của đài. Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang là đài phát thanh và truyền hình đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tự chủ. Đài sản xuất chương trình theo đặt hàng của Quỹ ban Nhân dân tỉnh từ năm 2022. Trong những năm qua, đài phát thanh và truyền hình không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình và các hạ tầng nền tảng số của đài. Trong điều kiện quảng cáo gặp khó khăn, thì đài tập trung ký kết các hợp đồng tuyên truyền với các địa phương, các sở ngành. Hiện nay, dưới sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đang tiến hành xây dựng, chỉnh trang lại một số công trình của đài. Trong thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang có một diện mạo mới, đài tập trung khai thác thế mạnh nền tảng số để chuyển tải thông tin đến giới khán thính giả. Với sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, nỗ lực xây dựng thương hiệu Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, niềm tin hội tụ cánh sóng dương xa dịp này lãnh đạo đài phát thanh và truyền hình kiên giang và lãnh đạo đài phát thanh truyền hình quảng ngãi trao tặng những phần quà lưu niệm